Chưa có thể hiện được cái điều gì hết trơn. Không biết là ban bình luận có phán đoán gì chưa? Cái vật nó không có giống vật bình thường. Hình nãy nó có mấy cái gai thì dạ, phải. Đúng rồi, thấy nó bán được cái quả bóng. Xong rồi sẽ phải tạo kiểu. Thế miễn sao là phải có những cái cú đánh luôn sao gì đó. Thì thực ra Thúy Nga nhìn Thúy Nga hiểu. Mà dùng vợt á, mà vợt được giỏi gì ấy, có nghĩa là chắc là người ta làm nghề bắt cá đó. Chú nói gì đi chú. Mở năm gợi ý của chương trình. Đúng rồi, năm gợi ý của chương trình. Chú Văn Phúng, 60 tuổi. A. Đánh trống hội. B. Nhu lực cầu. C. Siết thăng bằng. D. Tạo hình đồ vật từ muối sớt. E. Chế tạo đồ vật từ lớp xe. Cuối cùng rồi không có dính gì với cái vợ cái trơn. Có nhu lực cầu đó, nhu lực cầu đó. Nhu lực cầu chính là cái bộ môn hồi nãy chúng ta vừa xem trong đoạn clip ạ. Là dùng cả cái lực và cái cầu như cả cương và nhu á để mà đi bóng. Cô chú là đang chơi thể thao mỗi buổi sáng thôi. Chứ tôi đang nghĩ không chừng chú Phúng là chế tạo đồ vật từ lốp xe đó. Chế tạo liên quan đồ tới cái vật. Sự khéo tay, khéo léo. Thì đó. Con lại nghĩ là siết thăng bằng chú. Siết thăng bằng hả? Tại sao Lê Lộc? Tại vì thấy giữ trái banh phải có thăng bằng, phải giữ được. Giống như cái con người của mình phải đi trên sợi dây, nó cũng phải giữ được thăng bằng nó mới đi được. Anh có bao giờ chế tạo đồ vật từ lốp xe không? Ủa người ta đội, người ta để người ta lo đi, đội mình lo em. Ta không vậy, mình phải lo đội mình. Có thể cũng có thể là chế tạo đồ vật từ lớp xe. Bây giờ Lộc, dạ con hãy nói đi, chú sẽ theo con. B hay C con nói đi rồi chú sẽ quyết cho. Vậy hả? B hay C? Bé kêu D. Ủa E hả? Mình phải lập trường quyết định B hay C, con nói cho chú nghe. B. Rồi, vậy là đó là đáp án của anh Kim Tử Long và Lê Lộc. Và bây giờ, cuối cùng, đội Kim Tử Long và Lê Lộc sau khi bàn bạc và đã đưa ra quyết định cuối cùng, đó là đáp án B. E. Đáp án B. E. Ờ hả? Cái gì anh? E. Ờ hả? Nào ngờ đâu sự thật quá. Văn Phúng này thì Thúy Nga cảm giác như là chú sẽ làm một cái nghề gì đó rất là giỏi. Ví dụ như là nghề chế tạo đồ vật từ lốp xe chẳng hạn. Rồi, vậy đó là đáp án của chị. Chúc E. Như vậy là cả hai đội của chúng ta cùng đồng thuận với đáp án là E. Xin mời quý vị các bạn, chúng ta sẽ cùng xem đoạn clip sau để biết chú Văn Phúng mang đến tài năng gì với sân khấu của Mãi Mãi Thanh Xuân. Ngôi nhà độc đáo trên cây thị, tòa lâu đài cổ tích bằng bút xốp đang dần trở thành địa điểm du lịch quen thuộc của thành phố Nha Trang. Đó là những công trình có một không hai từ người nghệ nhân đam mê sáng tạo chú Nguyễn Văn Phúng. Sau hai công trình nhà trên cây và cái công điện bằng xốp á, thì tôi đang ấp ủ và đang tiến hành một cái bộ sưu tập đồ dùng bằng lốp xe phế liệu. Xã hội chúng ta hiện tại thì có quá nhiều rác thải, nhiều dạng, nhiều loại. Trong đó thì theo tôi thấy là cái lốp xe phế thải là nó một loại rác mà rất khó tiêu hủy. Có thể đến khoảng 300 năm nó mới tiêu hủy được. Với cái tốc độ lốp xe thải ra trong hiện thời, nếu mà chúng ta không có kế hoạch để tiêu thụ đó cho một việc gì mang lợi ích lại đến cho con người á, thì có lẽ cái số lượng rác thải này nó lớn lắm. Nhưng mà nếu đem đốt nó đi thì là cái khói nó lại gây vô cùng độc hại. Cá nhân tôi trước đây 30 năm đã có cái nghề là cắt và mộ lốp xe.
thì tôi rất rành về lốp xe. Phải nói là rành từng chi tiết của mỗi cái lốp xe. Và tôi muốn rằng sau cái bộ sưu tập này, mọi người tham quan, mọi người biết được, tôi muốn là mọi người cùng tham gia chế tác với tôi để giảm tối đa cái lốp xe phế liệu và biến nó thành những cái sản phẩm tái chế sử dụng có ích cho cộng đồng chúng ta. Hiện nay công trình của mình đã làm được gần 3 năm, trong đó có rất nhiều loại đồ dùng. Ví dụ như là cái đồng hồ đây cũng được làm từ lốp xe phế liệu, hoặc là cái mũ, hoặc là áo, quần, giày, dép, tất cả đều là một lốp xe được, và thậm chí làm cả cái lâu đài. Khi bắt tay vào việc thì nó rất là khó khăn. Có thể là hư lên, hư xuống, bỏ đi làm lại. Nhưng bỏ ăn, bỏ ngủ, nhiều khi đêm nằm cứ tư duy miết cho những cái đường nét làm sao mà khắc phục được những cái khó khăn đó. Đến cái lúc mà nhìn cái sản phẩm đã xong là lúc đó là cái sung sướng nhất. Đó có lẽ đó là cái phần thưởng lớn nhất cho những người làm công việc như mình. Nếu như mà có một điều ước thì có lẽ là tôi ước là có thiệt nhiều sức khỏe và có nhiều thời gian để thực hiện hết tất cả những cái ước ao, những cái ý tưởng sáng tạo mà đang sắp lớp ở trong đầu tôi, để chúng tôi sáng tác thiệt là nhiều cho thỏa mãn, cho cống hiến cho cộng đồng, cho bà con hết tất cả những cái gì chúng tôi đang có ở trong đầu. Khán giả của trường quay ngày hôm nay. Chào chú. Dạ. Tất cả những món đồ vật mà các anh chị đang nhìn thấy trên sân khấu đều làm từ vỏ xe hết, từ những cái hoa nè, cái cây nè. Hay quá. Ngày hôm nay thì chú đến đây để chú làm một cái tiết mục, đó chính là mình thực hiện các công đoạn làm nên món đồ vật gì vậy chú? Đúng rồi. Như các bạn thấy đó, đây là những cái chiếc lốp xe không còn sử dụng được nữa. Sau đây tôi xin biến cái lốp xe này thành một cái chậu cây thủy trúc và một số cái thắt lưng. Và chắc là mấy thắt lưng này xin hân hạnh được tặng cho ban bình luận. Trời, cái công việc này cũng đòi hỏi cái sự tỉ mỉ lắm, phải ngồi cắt từng chiếc lá như vậy đó. Xong rồi mình ghép vô đây. Cái này là mình lấy cái này ra, cái viền này ra để làm gì hả chú? Cái cọng. À, làm cái cọng. Là trong cái lốp xe á, có cái cọng này là nó cứng giống như là kẽm vậy đó mọi người. Đúng rồi. Cái đây, cọng này nó sẽ là cái này đây. Dạ. Tận dụng hết tất cả mọi thứ luôn. Nữa. Nước hồi non bộ đó anh Long, từ cái chậu cũng là từ cao su luôn á, từ lốp xe luôn á. Mình sẽ dán những cái này lại cho nó dính thành. Đúng rồi. À, ngay cả bộ bàn ghế mà Sam với lại chú Phúng đang ngồi á cũng là làm từ là bằng cao su xe. Dạ. Mà ở trên giữa cái mặt bàn là có cái đồng hồ. Cái đồng hồ rất là đẹp luôn. Thế vậy là tôi xin sơn tượng trưng một cành thôi. Dạ. Mà cái cao su cho nên là cái lá nó lại có độ mềm mại giống lá trúc luôn. Nó vừa cứng mà lại vừa mềm. Rồi đây. Là ta có được cái cành của cái thủy trúc như thế này. Hay quá. Phần còn lại của lốp xe thì ta cắt, ta làm cái dây thắt lưng. Dạ, mình cắt cái mép đi đúng không chú? Đúng rồi. Đây. Sau khi cắt như thế này rồi, thì ta sẽ gắn cái đầu nịt vào. Cái đầu đó mình phải mua riêng hả chú hả? Thì đã có bán em. Cái đầu phải mua chứ. À, tưởng là bằng lớp xe gắn luôn. Mình chỉ cần gắn vô. Gắn vào. Cái gì cũng có thể làm được đó. Thế này là xong. Xin mời anh Kim Tử Long đeo thử cái này đây ạ.
sao rồi đó. Những cái là yên tâm, cái sai của anh Kim Từ Long rất là chuẩn. Wow. Bắt cái này qua là xong. Rồi ạ. Anh ơi, nếu mà nó lòng thòng vậy mình cắt được không? Cắt đúng rồi. Đây, đó. Cắt mình luôn. Cắt. Với lại hoặc là mình luồn vô trong trường hợp ngày mai anh còn to lên nữa thì ta cắt đi. Dạ. Xin hân hạnh được tặng bằng bình luận và cho một người một cái thắt lưng. Dạ, đúng rồi. Qua cái gì này, với chúng ta ai cũng có thể làm được những tác phẩm như thế này. Và với khả năng của tôi, có thể nói làm hầu như được tất cả các sản phẩm mà con người chúng ta đang có bằng từ lớp C. Chú ơi, nói chung là con lấy cái di nịch này xong con xin cái hòn non bộ với hai con heo luôn được không chú? Xin hân hạnh được tặng cho... Dạ Thúy Nga chú. Thúy Nga. Dạ Thúy Nga. Thúy Nga. Anh ơi, nhưng mà em nói một cái điều này cho anh biết là nếu như anh mà đã tặng cho Thúy Nga rồi thì anh tặng cho Ốc Thanh Vân hai con này luôn. Đã cho Ốc Thanh Vân về và làm quà cho con và nói với con rằng con ơi, ở tại Việt Nam này có một nghệ nhân đã sáng tạo ra một cái việc rất 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 là có ích cho xã hội, đó là làm những cái vỏ xe bỏ đi, phế liệu đi và làm nên những cái hình tượng mà mẹ đem về đây cho con. Tại chú biết sao không? Cái này thật sự là anh Long rất là hiểu ý em. Con thật lòng, nếu như mà hôm nay con có món quà này hoặc không có món quà này thì con cũng sẽ về kể cho các con của con nghe. Bản thân con cũng hay nói với các con là phải hạn chế tối đa việc sử dụng đồ nhựa. Thì lốp xe nó cũng như vậy. Nên con nghĩ đây cũng là một cái câu chuyện mà rất là đáng để chia sẻ và con rất là cảm kích với hành động của chú đang làm. Cho mình xin chia sẻ một chút. Yeah. Không riêng gì mình mà tất cả các người làm công tác nghệ thuật sáng tác, có người chào đón, có người thích thú tác phẩm của mình thì đó là một niềm hạnh phúc rất lớn rồi. Theo như mình biết thì anh Kim Tự Long cũng có cái nhà cũng hơi đẹp đẹp rộng rộng. Mình nghĩ rằng nếu như cái nhà đó mà đặt cái tác phẩm này vào thì tôi nghĩ rằng rất là xứng đáng, khá xứng đáng cho mình có một nhà của anh. Như vậy thế này, các trong ban giám khảo chúng ta còn tâm huyết với tác phẩm nào nữa mình xin tặng luôn để nhẹ người đi về cho nó xuống nha. Lại có một người hào phóng giống như chú vậy. Thật ra tất cả này không phải là của chú mà nó là của tất cả mọi người, của trời đất ra thôi. Chú chỉ có một chút công ở trong này thôi. Con nghĩ là cái điều lớn nhất mà chú mong muốn ở đây á, trong cái công việc này đó chính là lan tỏa cái tinh thần mà bảo vệ môi trường cũng như là gìn giữ cho trái đất thật là xanh sạch, đúng không chú? Đúng rồi. Và chú lúc nào cũng sẽ có đầy đủ sức khỏe, như là hồi nãy chú có nói trong đoạn clip là ước mơ lớn nhất của đời mình là chỉ có nhiều sức khỏe để mình có thể làm được nhiều việc thôi ạ. Dạ. Rồi chú cảm ơn con. Dạ. Dạ chú ơi, chú cho con lời đi chú. Dạ thì con qua cái chương trình này thì là con rất là ngưỡng mộ chú. Dạ, dạ. Cảm ơn chú rất là nhiều. Chú rất cảm ơn ban bình luận. Dạ thưa chú. Còn bây giờ thì chương trình của tụi con có một cái món quà muốn gửi đến chú ạ. Con mời chú. Dạ. Con mời chú quay lại ạ. Dạ. Hôm nay là có bà xã của chú đi chung nữa. Tại vì ở chương trình nó biết như vậy cho nên là tặng cho chú một cái cặp áo đôi này, là một cái cặp túi nè. Cái này con có thể mời cô lên sân khấu để nhận quà chung được không chú? Rất hân hạnh. Dạ, mời chị đó là mời chị. Bà xã của chú đúng không ạ? Dạ, mời cô. Dạ, đây là món quà nhỏ nhỏ thôi để gửi tặng đến cô chú coi như một kỷ niệm đẹp khi mình đến với chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân. Và chúc công việc này của chú sẽ ngày càng hữu ích hơn nữa, vừa là làm đẹp cho thành phố mình nè, vừa làm xanh sạch cho thế giới của mình nè, và còn tạo ra công ăn việc làm nữa cho những người mà chú truyền nghề sau này. Dạ vâng ạ. Hai vợ chồng tôi xin cảm ơn chương trình. Chắc là hai cái áo cặp này với cái sách này luôn luôn hai vợ chồng tôi mang để đi đây đó khắp nơi. Dạ, và một điều cuối cùng thì tụi con chúc cho cô chú lúc nào cũng sẽ giữ mãi cái tinh thần như lúc này, đó là mãi mãi thanh xuân.